Hello, xin chào tất cả các bạn đã trở lại với channel Tô Vẽ Tranh trên kênh YouTube của mình. Và trên tay mình đây là bức tranh về hai chú gấu đang ôm hôn nhau. Và chúng ta cùng nhau tô màu cho bức tranh hai chú gấu này nhé. Và mình sẽ tô màu xanh dương cho cái chú gấu đầu tiên. Chú gấu đã... chú gấu bên tay phải nhé. Tiếp theo để tô màu cho phần thân của chú gấu này, mình sẽ sử dụng màu nâu. Phần trên mặt thì mình sẽ tô màu nâu nhưng mà nhẹ hơn nhau. Tiếp theo là cái tay của chú gấu. Tiếp theo là cái phần chân của chú gấu nhé. Tiếp theo mình sẽ tô màu hồng cho cái chú gấu thứ hai này nhé. Chú gấu bên tay trái nhé. Sẽ tô thêm màu xanh cho phần thân của lông trên bụng của chú gấu đi nha. Và mình đã tô màu xong cho bức tranh về chú gấu rất là đáng yêu và đang cầm một bông hoa trên tay của mình nhá. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của mình cho trang về chú gấu của mình. Hãy để lại cho mình một like, đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo trên kênh YouTube của mình. Các bạn. Đến với chuyên mục tô màu trong những bức tranh của YouTube của mình. Trên tay mình là bức tranh về một chú voi nha các bạn. Và các bạn hãy cùng theo dõi quá trình làm tô màu của bức tranh về chú voi này. Mình sẽ sử dụng màu xanh nhạt để tô cho phần khuôn mặt của chú voi này.
Và tiếp theo mình sẽ tô màu nâu cho cái phần mũi của, miệng của hai chú gấu này nhé. Tiếp theo là phần bông hoa này thì mình sẽ tô màu vàng nhé. Và video tô màu cho bức tranh này của mình đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Các bạn nhớ like và subscribe cho kênh của mình nhé. Xin chào.